trọng về con đường Phật pháp của thầy John. Cho nên là bây giờ mời thầy lên đây để giúp vui văn nghệ với trong nghệ sĩ trong tất cả các bạn bè của Long một bài hát về Phật pháp gì đó. Cảm ơn nhà tài trợ bánh xèo Thanh Tịnh ở quận 4 là bánh xèo Lê Phố Thành đã tài trợ chương trình này cho quý vị có những cái bánh ăn rất là ngon. Em đây là chủ của bánh xèo đó quý vị, mà nấu trắng và đứng chiên như vậy đó quý vị, thấy không, người chủ nào dễ thương vậy không, quá tuyệt vời thấy không. Tại sao mình không cho một chàng pháo tay thật lớn? Bánh xèo quận 4 dạ thầy ơi, hát thầy cô lên đâu rồi, cô lên nữ nghệ sĩ. Dạ bây giờ thầy nói là song ca với Long, thôi bây giờ Long sẽ hát nha với thầy một bài hát về ca khúc về Phật giáo rất là nổi tiếng nha. Cô Linh ơi mất luôn kiếm alo. À em xin nhắn tin một em bé mà bé này đã lụng răng rồi, cho nên là răng không bao giờ mọc nữa, không biết em ở đâu rồi ha. Nó luôn kinh thần nhanh lên đi. Cô Linh ơi, chị Quyền, chị kính yêu, quán hỷ nha, về ha. Ủa quý vị có thấy em bé của tôi đâu vậy trời? Chạy vô chổng kêu giùm được không mấy đứa? Vậy hả? Quý vị, thầy với Long như thế nào, kỷ niệm như thế nào thì phát biểu vài câu để chờ em bé của em ra bấm nhạc cho thầy ha. Rất vui vì hôm nay anh em được hội ngộ cùng nhau, thế là anh em được nhiều kiếp trước rồi đó, thế là gặp nhau thì rất là quý. Và trong cái đường đạo pháp của quý vị thì nhân duyên anh em đến với nhau thì tới ngày hôm nay anh em vẫn kết nối nhau, thế có lẽ là lâu dài và quan hải quý vị ha. Dạ rồi nhân dịp thì dỗ tổ ngày hôm nay thì chân thành chúc tất cả quý vị anh chị em nghệ sĩ, anh Long ở đây và tất cả các anh em YouTuber và tất cả nhân viên làm nghề đây luôn được mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an. Hãy đi Phật ạ. Dạ. Trời ơi. Mẹ ơi con lại mẹ, con không có thay đồ mà sao mẹ thay đồ làm gì vậy? Trời ơi. Quý vị nghĩ coi coi, làm hay chưa? Giờ tới chiều chắc cũng ba xách đồ nữa đó. Rồi bây giờ mời quý vị nghe một nhạc phẩm Long với thầy Hạt Bụi hát. Bài hát rất là nổi tiếng, bài hát được mang tên Lại Phật Quán Âm. Cái phong cảnh của mình hôm nay là vừa cúng tổ năm nào cũng giờ này quý vị dùng bữa xong là trời mưa. Đó là cổ chứng cho tất cả quý vị nha. Về là làm ăn nè, may mắn nè, hạnh phúc nè, nhiều sức khỏe nè. Sẽ cái bài hát này Phật Quan Âm này, mẹ Quan Âm sẽ phù hộ cho tất cả được bình an, đi tới đâu cũng về tới đó. Mọi việc rất là tiến đẹp của cuộc sống, gia đình hạnh phúc nha. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Dưới tòa sen vàng con quỳ lại Bồ Tát Quan Âm, người đã cho con niềm tình yêu giữa cuộc đời. Con lòng của con yêu thương người đại nguyện cố tâm ở mong cứu chính bao người qua nơi cố thank you.
Nam mô Đại Từ Đại Bi Quốc Hồ Đà Bi Quan Quán Âm Bồ hoa tàn hoa cứ rơi hoa nở
rồi, bây giờ là Long sẽ giới thiệu cho một người, một đứa bé là con gái nuôi của Kim Tiểu Long. Con có một cái giọng hát rất là hay, nhưng mà con kém may mắn là không phải chú này. Cho nên là quý vị hãy nghe giọng hát và thương bé. Lúc nào cũng ủng hộ một đứa con gái Tiểu Long nha. Bé là con tên là Kim Tiểu Ngọc Anh. Bé Ngọc Anh đâu rồi? Đúng múc ở dưới hả con? Đâu rồi? Có ai thấy bé Ngọc Anh đâu không? Đang lên em ơi, đang lên. Đang lên hả? Thôi quý vị nha, quý vị cho con gái của Kim Tiểu Long đây. Chắc cũng là nhiều đời nhiều kiếp cũng có căn duyên. Cho nên đi hát trong chùa mới gặp con. Thế lên hát thua một người dưng. Thế hai cha con hát thế bây giờ là coi như là thành hai cha con với nhau luôn. Quý vị coi cái bài hát tình cha đó, rồi bài hát kiếp này kiếp sau đó. Bây giờ là con muốn hát bài gì, tình cha hay là kiếp này kiếp sau? À, muốn hát tình cha với bà. Bà con thầy Nam Mô A Di Đà Phật. Chiếc khi nè, cầm đẹp cầm máy. Bà con xem video nhớ like, đăng ký kênh, ủng hộ cho bà Lâm Mết Bình Dương ha. Để bà Lâm Mết có thêm sức mạnh để ra những cái video mới nhất. Để hẹn gặp bà con, cô bác nha.